Xin chào các bạn, tôi biết có một bé rái cá đang được rao bán. Họ liên hệ tôi mua vì biết tôi nuôi rái cá TT bị người khác bắt. Nhưng mà bây giờ tôi cũng hơi buồn nên không có muốn nuôi rái cá nữa. Mặc dù biết rằng cái em rái cá này á, là rái cá cái rất là dễ thương, dễ đái đúng chỗ, sống trong nhà với con người từ nhỏ tới lớn nên nó rất là khôn. Thì ai muốn mua tôi chỉ cho số điện thoại liên hệ. Tại tôi không có buôn bán động vật nên không có muốn bị hiểu lầm. Làm người nổi tiếng cũng khổ ghê. Tự nhiên hôm nay á, anh ấy gọi cho tôi nói rằng đi công tác 2 tháng mà ở nhà nuôi em rái cá này thương nó như con vậy nên nó muốn tìm người đàng hoàng giống như Tiun bán lại thì yên tâm, cũng không muốn bán cho người Trung Quốc tại bên Trung Quốc hả có là rái cá là người ta mua liền à. Tiun thì cũng tính đang nếu mà mua để nó vô trung tâm bảo vệ động vật mà sợ cái con rái cá này của người ta nuôi, người ta cho nó ăn thức ăn hộp từ nhỏ nó quen rồi, nó không ăn cái đồ sống được nên thấy tội nên muốn hỏi các bạn coi ai có điều kiện thì mua. Thì anh chị em nào có điều kiện thì nhận em ấy về nhé, lớn lên rồi mình cho nó về thiên nhiên cũng được, mình thương động vật thì mình làm như vậy chứ đừng có để em ấy bị bán đi Trung Quốc là tàn đời con gái luôn. Ở Việt Nam cấm buôn bán rái cá là bất hợp pháp nhưng lại để người Trung Quốc qua đây thu mua.